bánh canh tép Thoại Sơn, món ăn đơn giản với tép trấu. Nhưng vậy lại vô cùng đặc biệt. Đây sẽ là món ăn trong series món ăn đặc sản miền quê của Thi. Và Thi có một thắc mắc về món này. Hôm nay Thoại Sơn xem đến đoạn đó, chỉ giúp Thi và các bạn để nấu món này luôn ha. Bánh canh tép thì không thể thiếu tép được. Thi có đặt xuống đây, quên mất tiêu là kêu bằng cái đú hay là cái dớn nữa. Đó có hai cái mà ta nói cũng được bộn chứ. Nước lèo bánh canh thì ninh từ xương cho nó ngọt. Và để nước nó ngọt và thơm hơn thì có nướng miếng khô mực và tôm khô để sẵn. Huyết thì cắt thành những cục nhỏ cho vừa ăn. Nước sôi phần phần cho lần lượt nè, khô mực, tôm khô. Nấu một hồi cho nước nó ngọt ra. Rồi cho núm gơm, huyết nấu chút xíu nữa là được. Để cho chín từ từ. Giờ thì ra vò bộ đồ nãy đi đặt tép bị dơ. Thi rất là thích thơm tho cho nên mỗi lần giặt đồ là phải ngâm với nước xả. Nay thì dùng nước xả vải xốp thiên nhiên. Thi xài lâu lắm rồi, nay ghé qua chợ thấy có mùi hương mới nên ghé mua mấy dây về xài thử. Thiên cái mùi hoa hồng Juliet hồi nãy, mùi thơm phức, nghe ngọt ngào mà dịu lắm. Còn dây xanh hồi nãy là mùi nhài tây thơm mát, xài cho mùa hè là đúng luôn. Rồi thì bây giờ quay qua nhân vật chính của mình. Tép thì cả nhà ra bình thường thôi, mặn mặn ngọt ngọt. Đảo chút xíu lên cái màu đẹp ghê. Cái nồi bánh canh nó sôi ùng ục giống như là cái bụng của Thi hiện tại. Nghe cái mùi ta nói đánh trống đùng đùng rồi. Mà không qua được mùi thơm của nước xả xốp. Cái nhỏ hơn ngàn mà giữ hương thơm lâu trên quần áo. Nhiều khi đi bắt ốc bắt cá nó dính sình bùn. Ngâm rồi xả lại ta nói nó thơm cả ngày. Và đây là điểm mà Thi thắc mắc là không biết là có thêm hay là không. Thường có bánh canh tép Thoại Sơn thì thấy có nơi cho thêm hột vịt lộn. Còn có chỗ thì mọi người chỉ thêm tép rang vào thôi. Cả nhà mình ai biết thì xem cái nào chính xác hơn. Nước lèo ninh từ xương, khô mực và tôm khô, cái vị nó ngọt thanh. Đặc biệt là tép tươi mặn mặn ngọt ngọt.